Em muốn lăng mà là một tuần. Một tuần chứ? Một tuần. À, đâu? Đúng rồi, một tuần. Đâu đâu, xem con dế xem thế nào. Dế con dế này nó khá to, hồi lên nó đã tự đào đất để làm tổ dưới đất và để trứng các bạn ạ. Chưa nhìn thấy con dế nào cả. Và bây giờ nhá. Đây là loan này này các bạn ạ. Và thức ăn chính của nó cũng là cái này. Và lúc mà nó nhảy cao. Đây rồi, đây chính là những con dế to, rất là to. Và lúc nó nhảy cao nó các bạn ạ. Wow, đây rồi. Ui. Nó vừa kêu xong các bạn ơi. Tiếng kêu của nó rất quan trọng nha. Wow. Và kêu lên. Đây con dế này nó đang chạy đây. Con dế này nó đang chạy. Đây rồi. Ok, nó đang chạy. Đấy. Đấy, các bạn nhìn các thấy. Bạn ơi, để tôi phóng lại gần con dế này. Đây nó đây. Ui nó đang chạy các bạn ơi. Đấy đấy, nó đang đuổi theo con kia. Ừ các bạn. Ê, con kia nó đang đi trên lá các bạn ơi. Ôi đây rồi, con dế này rất là to. Đây là một con cái và một con đực này các bạn ơi. Đâu con cái đâu các bạn? Đây ạ. Đây con cái. Một con cái đây. Con cái đây. À, đây rồi, nó đang ở trong này các bạn ơi. Yên tôi. Tôi xem mà nó đang làm gì. Đây là... Wow. Rất là to luôn. Ở đi nó có cái kim này các bạn ạ. Đâu đâu đâu, kim đâu, kim đâu. Kim ở giữa các bạn ạ. Đấy. Ôi nó hình như nó đang ăn. Hình như nó đang ăn. Đây đây một bạn dế này đang lại. Ui. À bạn dế kia sao ăn nhiều thế? Dế mới nói là bị cái chân. Đây các bạn ơi, các bạn xem con dế này đi. Đây con dế này nó đang đẻ. Ôi con dế đang đẻ. Con dế đang đẻ em bé. Không thể tin nổi. Đúng rồi. Ố trứng. Rất là nhiều trứng. Chú không thể tin nổi à. Đây rồi, chú dế này vừa đẻ em bé. Nhưng mà hình như mất một cái râu rồi các bạn ơi. Bạn dế này mất một cái râu và đang đứng im. Đây để tôi xem bạn dế này đang làm gì nào. Ui, bạn dế này đang chạy. Ui, rất nhiều các bạn ơi. Đấy, dế rất là nhiều. Còn đây, để tôi xem bạn dế này xem nào. Xem bạn dế này. Đây là chú dế này. Ôi, chú chạy, dế chạy, này chạy, chạy. Chú. Ôi, hai bạn dế đang chạy. Ôi, ba bạn dế đang chạy. Đây, à, bạn kia đã đẻ em bé rồi. Bạn dế kia đã đẻ em bé rồi. Ui, rất là nhiều dế các bạn ơi. Đấy, 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 ui. Rất là đây nhiều là dế. Cái ấn tượng nhất với mình. Đấy là con rất là to. Con to nhất trong đàn luôn này các bạn ạ. Tuấn Hải vừa bắt mấy con dế như thế nào nhỉ? Bạn Tuấn Hải vừa bắt. Bắt ở đâu? Tới đào. À, không phải tới đào mà là trong quán. Trong, ở trong nhà. Trong quán nhà tới. À, trong quán có rất nhiều dế lên khi tớ vào đấy tớ đã tìm thử và đã có rất nhiều thế. Bây giờ Tuấn Hải thử đi bẫy một con dế cho các bạn xem nhá, đi ra ngoài vườn tìm một con dế nữa nhá. Nhưng mà thời gian để bắt được một con dế tớ cần thời gian khoảng bao nhiêu phút? Khoảng 5 phút. Ok đi, chúng ta cùng đi bắt dế. Ok nào đi. Rồi xin mời các bạn xem ba bạn nhỏ này đi bắt dế, rất là nhiều dế. Các bạn ơi, đang trong quá trình tôi đi bắt dế thì lại nhìn thấy một con gà rất là to. Có lẽ là tôi sẽ bắt con gà này. Bạn Tôm, bắt đi. Bạn Tôm, vồ con gà cho tôi. Ôi, con gà chạy mất rồi. Rồi, xin mời các bạn đi bắt dế xem nào. Các bạn có nghe tiếng gì không? Một con dế đang kêu. Đâu? Các bạn ở đây chọc thẻ. Đâu đâu, có con dế đang kêu đâu? Dế kêu ở trong này này. Thôi chúng ta không trêu gà nữa, chúng ta và đi tìm dế thôi. Hướng dẫn cho các bạn cách bắt dế đá này. Dế này nó rất, loài dế này nó rất hung hăng các bạn ạ. Nhưng mà cần khá nhiều thời gian để bắt được một con. Nó có khoảng rất là nhiều. Nó dế nó hay dùng để đấu với nhau. À còn dế đấu nữa à? Dế chọi, dế chọi. Vâng. Rồi bây giờ bạn Tuấn sẽ đi tìm một con dế thế nào? Và mỗi con dế đấy dế dụng cụ. Đá đấy đều bạn Tuấn có dụng cụ chưa? Để có bắt được một con dế đấy mới. Các bạn ơi, thường đêm ý các bạn thấy ra ngoài vườn ý mà soi pin khá nghe thì khá nhiều tiếng kêu đúng không? Ok, bây giờ sẽ đi tìm. Ok đi. Ok, chúng ta sẽ chứng kiến các bạn nhỏ đào những con dế rất là to. Từ từ để xem này các bạn, từ từ. Xem nào, có con dế nó chạy nhanh các bạn, rất từ từ thôi. Ôi, vừa mới nghe tiếng một con dế ở dưới đây. Ở đâu, chỗ nào? Đây, đâu, đâu, đâu? Nó đã chạy ra.
Đâu? Không thể nào tin nổi. Đâu? Wow. Các bạn ơi, dế này. Đâu 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 đâu. Xem nào. Đây rồi các bạn ơi, con dế rất là to. Ôi. Chú dế này khá nhanh nhẹn. Bắt bỏ vào. Ô, quá may mắn. Rồi, đấy các bạn ơi, lại thêm một con dế nữa rồi. Chúng ta đi tìm tiếp nào. Tôi sẽ tìm tiếp tục chỗ dế.